các bạn đã đến với Cốc Tô. Mình là Gấu đây và mình đang có mặt tại Hà Nội, và đây là buổi sáng ở Hà Nội. Ok, đây là tiệm phở, mình sẽ đến tiệm phở Lý Quốc Sư. Đây là tiệm phở của anh Tân, nhà anh Tân Ngọc Tú. Nghe đồn là tiệm phở này mắc lắm nên là anh Tuấn tò mò sẽ trả tiền cho mình. Giờ mình đã gọi một bát phở đặc biệt các bạn, 150 ký. Tuấn ăn bao nhiêu vậy? Anh ăn có 75 thôi. Anh Tuấn ăn 75.000 thôi. Mình có em bắt đặc biệt 150 hả? Dạ vâng. Thì anh không cho em ăn luôn. Anh đi em. Chỉ có rau, mấy cái rau trên bát thôi. Đây là một tiệm phở vô cùng đặc biệt, là nó có từ lâu đời, và đặc biệt ở chỗ nữa là đây là tiệm phở của nhà anh Tân Ngọc Cú. Các bạn có thấy cái tô mình nó to đùng không? Không có tô phở mình là tô phở đặc biệt các bạn. Tô phở này giá là 150.000 và mình thấy là nó kiểu như là nó nhiều và nó thịt cũng nhiều. Cái điều mình thấy ở đây là ở ngoài Hà Nội á, ăn phở không có rau, chỉ có một tô như thế này thôi, không thấy rau. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi nó như thế nào. Miếng thịt to đùng và ngon lắm. Nhìn là nhìn miếng thịt bò rất là chất lượng luôn. Ngon quá. Mấy đầu mình nghĩ á, cái đồ phở đặc biệt đó là một cái đồ phở nó giống như cái đồ phở size bình thường vậy thôi. Nhưng mà không phải, tô phở này nó lớn luôn và nó nhiều thịt luôn. Và thịt bò ở đây làm rất là ngon và rất là thơm mùi thịt các bạn. Yummy. Nước dùng thì rất là ngọt, và kiểu mà ngọt thanh á, kiểu mà nấu mà đa nước thịt tự nhiên á, chứ không phải cái dạng mà bỏ đường hay là bỏ bột ngọt gì vô. Rồi, ngọt. 150.000 cho một cái bát phở rất là sang trọng. Các bạn bước vô đây như các bạn bước vô cái nhà hàng vậy đó, các bạn sẽ được trải mấy cái khăn bàn trên này và muỗng đũa đồ các thứ đều như nhà hàng. Nó là xịn lắm. Cái này là cái gì anh? Tương ớt. Còn cái này? Mắm. Mình đã lên thêm một ít nước mắm vô, bởi vì cái vị nó hơi lạc so với cái lưỡi của mình. Miếng thịt to và sắc rất là dày. Và đặc biệt khi ăn miếng thịt này vô, cái bò này nó không bị dai, mà mình cảm nhận được đây là một cái bò tươi. Nếu như là cái bò mà buổi sáng người ta lấy để người ta bán, người ta không bán lại. Tức là có nhiều chỗ là họ sẽ để đông lạnh, họ sẽ bán lại, nhưng mà mình thấy ăn thì cảm giác cái bò này là một cái bò tươi, nên là được lấy vào buổi sáng và bán hết trong ngày. Anh ăn từ từ đợi em ấy. Đây là miếng thịt bò nãy nè. Thịt bò nó giống thịt bò mà các bạn hay ăn trong gogi đồ á, thịt bổ quá. Mình là, tại mình là một người ở miền Tây nên là cái việc ăn phở nó đậm đà hơn, kiểu như là nếu mà các bạn đi miền Tây rồi các bạn sẽ biết phở ở miền Tây là sao. Còn phở ngoài Bắc thì nó sẽ hơi lợt hơn, giờ nó không có nước béo à. Không có nước béo. Phở đây là phở nước trong các bạn. Ngoài Hà Nội thì toàn nước này không có nước béo. Ngoài Hà Nội là không có nước béo, chỉ có nước trong thôi. Nhưng mà các bạn biết không, là phở ngon. Nói về cái hương vị mà thì đương nhiên mình là một người Nam nên mình sẽ không có thể nào mà chê hoặc là so sánh quá chi tiết cái phở ở ngoài miền Bắc được, bởi vì mình là người Nam, mình đã ăn quen cái vị ở trong Nam rồi, nên là phở ngoài Bắc thì nó có một cái hương vị riêng, và có thể là người ngoài Hà Nội thì họ sẽ thích cái loại phở này hơn. Miếng thịt quá ngon.
cái thịt bò các bạn cũng là ăn vô là các bạn sẽ thấy được cái hương vị đúng kiểu là thịt bò xịn. Thật ra là bỏ 150 ra ăn tô phở này thì xứng đáng các bạn, bởi vì các bạn sẽ vô một nhà hàng có máy lạnh. Nhân viên phục vụ chu đáo, thịt bò ngon, nước phở ngon, bánh phở ngon. Nhưng mà nếu mà các bạn là người mà thích kiểu mà thanh thanh ngọt ngọt á thì các bạn sẽ thích nước phở này. Bởi vì cái nước phở ở ngoài Hà Nội á, nó làm ngọt nước bằng nước dùng của thịt hoặc nước dùng của xương, nên là nó không phải kiểu ngọt nước trong Nam. Ở trong Nam mọi người thường hay dùng đường và bột ngọt để cho vào nước phở để làm cái nước phở nó đậm đà hơn, nó ngọt hơn. Nhưng mà nó đó mình quen rồi, nhưng mà có thể giống như anh Tuấn là người Hà Nội nên anh Tuấn sẽ không thích cái chuyện này, nhưng mình lại thích. Thật ra cái giá mà rẻ nhất ở quán phở Lý Quốc Sư, phở 10 Lý Quốc Sư là 75.000. Có nghĩa là các bạn nên ăn cái tô 75.000 là vừa rồi, vậy tô 75.000 ăn là đủ no luôn. Nhưng tại mình tham ăn nên là mình sẽ ăn tô 150, rất là bự luôn, đúng giá 150. Gấu nghĩ như vậy bởi vì mọi thứ trong nguyên liệu, mọi thứ nguyên liệu và mọi thứ topping ở trong này và kể cả phở trong này luôn cũng đều xịn, nên là giá 150 là không hề mắc. Các bạn được ngồi máy lạnh này, các bạn được phục vụ này, các bạn này mình không bia anh Tân nha, anh Tân không bỏ tiền cho mình để bia anh Tân. Với cái vai trò là một food reviewer cho các bạn thì mình cảm thấy mình bỏ qua cái tính chất vùng miền đi, mình bỏ qua cái tính chất mà về miền Tây và miền Bắc đi, thì mình nói về cái tính chất về chất lượng của tô phở này thì nó rất là ngon. Khi mình bỏ nước mắm vô thì cái mùi nước dùng nó vẫn giữ được cái mùi nước dùng, vẫn giữ được cái mùi nước dùng nguyên thủy của tô phở, nó rất là ngon. Và bánh phở thì ở đây bánh phở rất là mịn và dai, không bị quá khô, bánh phở dai không quá khô và ăn rất là trơn miệng, ăn rất là thích cho bạn hút vô. Nè, biểu diễn này có bánh phở rồi. Cảm giác bánh phở ăn rất là trơn miệng các bạn, mà rất là thích khi các bạn ăn. Nói chung là tô phở 150 này rất là đáng tiền các bạn. Và ok, và tô phở của mình cũng đã hết rồi. Và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu clip hay thì like, share và subscribe cho Câu To. Và đừng quên nhấn chuông để... Wait a minute. Và tô phở của mình cũng đã hết rồi. Ok, và tiếng đã hết rồi. Và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu clip hay thì like, share và subscribe cho Câu To. Và đừng quên nhấn chuông. Và đừng quên nhấn chuông để kết nối tâm hồn ăn uống là bé nha. Xin chào bạn, gặp lại và hãy đợi mình ăn hết mấy món ở Hà Nội nha. Đã quá, là mình rất là hào hứng như đi lấy vợ vậy đó. Ok, bây giờ anh Tuấn sẽ cho tiền nha mình.